kết hợp với bên đó, nói thẳng với nó luôn cái khúc này. Hiện tại giờ là mình bên đường sẽ làm cái này thì bên thi công vướng đúng đổ đá hay là đúng đổ cái gì ra đó thì phải nói trực tiếp với nó luôn. Vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái đó để ngày mai tao lên trên tao đi tao coi chuyện nữa. Tao chưa chưa bảo cho những ngày mai đi đi. Mai coi. Rồi 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 để anh giải quyết nhé. Tao đục mày á. Rồi nhá. Được rồi, được rồi, được rồi, để anh giải quyết. Ừ. Chứ bên thưởng nó cứ đổ đá ra đường nó làm cái, chứ bên thi công đường nó lại yêu cầu dời đá để nó thi công cái nền đá của nó thôi. Nó làm trái tuyến thì bên thằng Lượng nó làm phải tuyến mà. Không, nó làm luôn vì cái đó là cái mục cái yêu cầu của ủy ban tỉnh là như nó phải làm cái khúc đó luôn á. Cũng luôn rồi, mâu thuẫn mấy khoảng hai là ở mất cái đoạn rồi. Nhưng mà hiện tại giờ nó cần mặt bằng để nó làm. Sao nên tôi nói cái này. Bên quốc lộ 13 đó rồi, mặt bằng. Bên thường thì cứ đổ đá để làm. Như hai bên như thì hôm bữa em có kêu là hai bên ngồi lại mà xử lý với nhau để mà làm, nhưng bây giờ thường nói thì chờ cả mười mấy thấy nó mười mấy ngày nó không làm, mình đổ đá ra làm, bây giờ nó đòi nó làm để sao? Mà chỗ thường thì cũng đổ đá được đâu hết, chỉ có chỗ đường đổ thôi chứ không đổ được đâu hết. Đoạn trên này nó xong rồi, nó ấy xong rồi thì lại chuyển trên này làm phải thứ này. Bây giờ chỉ có cách là mà sao đã rơi được Em nghe. thôi, để mai đi qua Đã. bên rồi coi sao. Anh ơi. Thôi mày mày là giờ đi. Đâu.